Trước sức hút của đội tuyển U22 Việt Nam, một lượng khán giả khá đông đã có mặt tại sân vận động Thống Nhất vào chiều ngày 5 tháng 2. Và hai cầu thủ của Đà Nẵng là Hà Đức Chinh và Đỗ Thanh Thịnh đã có buổi tập đầu tiên cùng với đội tuyển trên sân Thống Nhất. Buổi tập chiều ngày 5 tháng 2, huấn luyện viên Hữu Thắng đã cho đội chia làm hai để thi đấu và tập xúc phạt. Sau buổi tập ướt đẫm mồ hôi, các chàng trai của tuyển U22 Việt Nam ra về giữa vòng vây của fan hâm mộ dành cho đội tuyển.